ta. Nè bóc. Má ăn mía đi. Không ăn, ăn chế đi, ăn chế đi. Không, má ăn mía đi. Để em ăn rồi hết rồi, em lấy gì em ăn. Để dĩa, để dĩa. À, đã chưa? Béo. Đã, đã, đã. Chứ nó béo hả? Ừ, béo hả? Đây cái quán lần đầu tiên của ghé đường Phạm Văn Đồng nữa quý vị. Nè. Này là ốc len xào dừa, ốc mỡ, bắp xào, ốc cà na. Không biết, ốc bu. Hả? Ốc mỡ lòi hả? À, ốc mỡ lòi. Đây nè, nguyên một vàng ốc. Đó, từ đây xuống đây. Ăn thoải mái luôn. Nhiêu tiền vậy? 30 ngàn, 30k một dĩa đó quý vị, thấy chưa, đã chưa, nè càng ghẹ nè đó. Trời ơi, đi về Việt Nam ăn uống là thoải mái luôn, không thiếu gì hết. Đó bô bự dữ vậy nè, quý vị coi nó bự nè đó, đã chưa. Ốc gì quên rồi, sò mai. À sò mai. Mà bữa Dân Sơn có quay clip này. Dạ. Sao mà chưa, không kêu gì hết á. Dạ. Dạ. Đang quay phim. Gì à Thòn hả? Này nè. Ồ, cá hả? Ồ, cá. Cá nha, sao dài Thòn tôi không biết gì. À, hào nè. Tôm nè. Bạch tuộc nè. Đã chưa? Chỉ có 30 ngàn một dĩa thôi là ăn thoải mái luôn, muốn ăn gì ăn. Một cái không khí cực kỳ tấp. Bây giờ hình như là 11 giờ đêm rồi quý vị. Nè, quý vị nhìn nè. 11 giờ đêm ngay tại đường Phạm Văn Đồng thuộc Sài Gòn. Thấy chưa? Một cái quán ốc mở ra rất là dân dã nè. Có những cái bạt che nè, ví dụ trời mưa là họ quay những cái bạt ra. À, che được hết. Rất là lợi hại. Ừ. 24 à. Ừ, đúng rồi, 30k, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Một cái không khí đó, hầu như đó, là mình không có nghĩ là hiện tại giờ đang 11 giờ đêm. Thật sự rất là đông. À, mã hành đó quý vị. Rồi à, đây là sầu huyết hả? Sầu huyết. Xong rồi đây hến nè. Hến xúc bánh đa đúng không? Là mình lấy miếng bánh tráng nè. Chưa hết rồi anh. Chưa hết. Ăn nữa. Ngon quá, nhảm được. Hến mà xúc, xúc cho hết. Cái con hến nó nhỏ xíu rồi, giống như con nhung con nghe không? Nhỏ nhiều. Trời ơi, đã không? Đã không? Rồi, ăn mới. Ngon quá quý vị. Cái ngon á, ở chỗ á, không phải là cái món ăn ngon. Mà cái ngon ở chỗ là cái khung cảnh nó ngon. Cái khung cảnh á, nó làm cho mình á, cảm thấy nó rất là thoải mái. Như thế không? Gần 12 giờ đêm.
những cái trải nghiệm rất là thú vị. Bây giờ mới kêu có 3 món thôi, bây giờ kêu nữa, ăn nữa. Mình sẽ kêu ăn nữa, rẻ lắm. À, cái gì ta? Ốc bu em, ốc bu. Nè nè. Ốc bu phải bự vậy nè. Nè. 2 con 30 ngàn hả? Lấy cho anh 6 con. Rồi à. 2 con 30k hả không? Thấy quý vị thấy không? Bây giờ mình sẽ lựa tiếp. Đây 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 nè. Quá trời loại ốc luôn. Hầu như là họ đã làm sẵn nè. Mình order á thì họ làm nóng lên lại. Nhưng mà nó rất là đầy đủ. Ốc mỡ. 50 xào chung với bắp nha. Hả? 50 xào chung với bắp. Không ăn bắp. Ăn riêng được không? Rồi, lấy riêng cho anh. Thấy không? Gọi thoải mái, vô tư luôn. Giờ xào lông ăn rồi. Chân gà không ăn, chân gà không ăn. Hào không ăn, hào ăn hoài. Bạch tuộc. Thôi mày tụng nướng lâu lắm. Anh kêu 2 món phải không? À con Sam. Chết rồi. 60k hả? Dạ. Không biết quý vị thấy con này quý vị có sợ hay không mà tôi không biết. Bây giờ mình sẽ review con Sam. Lấy con bự ra cho anh nha. Nướng cho anh. Đó. Sam. Đó. Ok anh đang quay. Rất là dân dã và tự nhiên. Tuyệt vời, rất là tuyệt vời quý vị. Bây giờ mấy người em này đang nướng. Hả? Hên xui. Bé chủ quán đây hỏi chừng nào anh mình up cái clip mình lên. À, bữa nay là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Nha. À, rau muống này nha quý vị. Rau muống một lần một thao vậy nè. Đó. Ốc mỡ tới rồi quý vị ơi. Tôi mới kêu nè. Đó. Nè thôi ta. Lấy giùm coi. Thọt đi kim cái lấy giùm mày. Ừ đúng rồi, không biết phục vụ gì á. Ơi đúng rồi đó, đọt vô. Ừ á à không. Trời ơi có buông nè quý vị, nó có tiêu đang thơm lắm. Ô độc đáo nha nè. Ôi ôi nóng. Trời ơi nó nóng nha. Phải không? Chấm gì ta? À chấm này đi. Quý vị biết sao không? Cái con ốc bu như vậy á, bự như vậy á, hầu như là nó hiếm là con ốc bu nhỏ. Cho nên mình ăn được á, cái đầu nó bự vậy nè. Nè quý vị nhìn nè. Thấy không? Mà ốc bu á, mình không có nên ăn cái đít của nó. Nó dơ lắm. Ăn cái đầu thôi là ngon rồi, đủ ngon rồi. Họ bỏ tiêu đó, tiêu mà họ xay nhuyễn á, xong có chút xíu gia vị trong đó, mặn mặn ngọt ngọt và chấm như thế này á, khi mình ăn xong á là mình đừng có quên cộng rau răm, thấy không, nhẹ đưa xuống bài nè, khi cầm về á là ăn vậy. Ăn không vậy á phải à, phải ra cắn lưỡi. À, ăn có món mới. Đây là con Sam. Sam này á là con Sam trứng. Tức là ở trong đây nó chỉ có trứng thôi chứ không có gì khác hết á. Họ đã tách sẵn nè. Ồ, wow, đã nha. Rồi.
nhìn kỹ nha. Có đậu phộng mỡ hành nha, họ nướng nó bốc khói khó bốc lên cao thấy không? Đào lấy muỗng múc mới ngon. Cái con sam này á, hầu như á là nó không có thịt. Mình ăn nó tất cả là cái trứng của nó. Rồi trứng sam. Và bây giờ ở đây á họ có pha mỡ hành đậu phộng. Mình ăn nó cảm giác nó béo và nó thơm của mỡ hành quả hồng. Bây giờ mình chấm cái này ha. Nó béo lắm vậy. Nè trứng nè, nhìn kỹ nha. Trứng nha, trứng sam nha. Trời ơi. Đây là những cái trải nghiệm thật sự. Mấy ăn miếng đi. Không ăn, ăn chế đi, ăn chế đi. Không, mấy ăn miếng đi. Không ăn. Đã chưa? Béo béo. Quá, đã, đã, đã ha. Cái nó béo hơn. Ừ, béo béo hơn. Có mỡ hành nữa quý vị. Nè, quý vị, nhìn nè quý vị. Thơm mà béo. Thơm mà béo ha. Bù bù vậy á. Cái gì nó bù bù. Rất là ngon. Cái con sam này ở đây bán chỉ có 60 ngàn. Quá rẻ, tính là giá quá rẻ. Đó mình dân. Đâu quý vị, mà nguyên cái mình của nó nè. Thấy không? Môi cái mình nó ra nè. Nó chỉ có trứng trong đây thôi, mà mình ăn hết trứng rồi. Còn cái mình của nó hầu như đó là nó không có thịt hài vậy đó. Ba cái gai góc gì giống như con cua vậy đó. Thì mình có gì mình ăn đó, vậy thôi. Bữa nay bầu trời Cali có một cái bữa trải nghiệm rất là thú vị ngay tại lề đường, ngay đường Phạm Văn Đồng. Và lần đầu tiên mình ngồi ngay chỗ này luôn. Mình chạy ngang mình thấy hoài à, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ghé. Và mình ăn những cái món mà cực kỳ ngon. Những món ốc rất là rẻ, chỉ có 30 ngàn một dĩa thôi. Và con sam á, lâu lắm rồi mới ăn lại á, nhưng mà rất là ngon. Thì quay cho quý vị xem những cái clip nó thực tế. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Cảm ơn quý vị đã xem video của Bầu Trời Cali. Hẹn gặp lại.